Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa các quý vị, trong nội dung Phật pháp căn bản ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu 78 tâm pháp bất thiện. 78 tâm pháp bất thiện được chia làm 12 nhóm khác nhau. 78 tâm pháp bất thiện này được xem như là một đại gia đình tàn ác hư hoại. Và nó có một cái điều rất kỳ diệu, tức là ông cố sinh ra ông nội, ông nội sinh ra ông cha sinh ra ông con, sinh ra cháu chắc. Và nếu như còn một ông thì gia đình đó sẽ tự nhiên đầy đủ. Nhưng mà chỉ cần diệt được một ông triệt để thôi thì gia đình đó cỡ như là hư hại hết, hủy hoại hết. Thành ra 78 pháp bất thiện này tuy nối thế lực của nó nhiều, nhưng chúng ta chỉ cần diệt được một tên thôi là chúng ta giải thoát. Đây là cái điểm kỳ diệu. Và ở đời chúng ta thường nghe nói rằng cần gì đâu mà phải đi chùa, ở nhà thờ cha kính mẹ mới là chân tu, tôi tu tâm dưỡng tánh được rồi. Đặt câu hỏi như thế nào gọi là thờ cha, như thế nào gọi là kính mẹ. Và tu tâm dưỡng tánh là tu tâm dưỡng tánh như thế nào? Tu cái tâm gì, dưỡng cái tánh gì? Nếu chúng ta không có kiến thức để nhận diện ra tâm nào nên tu, tánh nào nên diệt, thì làm sao chúng ta có thể dẫn dắt đời sống tâm hồn của mình đến một cảnh giới an lành hạnh phúc? Có phải như vậy không thưa quý vị? Cho nên người tu tập đòi hỏi học rất nhiều. Một kiến trúc sư muốn đưa tay vào sửa một căn nhà cũng phải hiểu rõ kết cấu của ngôi nhà đó. Nếu không khéo, ngôi nhà sập xuống đè mất mạng. Huống chi tâm hồn của chúng ta là cả một thế giới linh động, mầu nhiệm siêu việt, mà chúng ta không biết tu thì làm sao tu? Không học, không nhận diện thì làm sao có thể biết điều gì nên bỏ, điều gì nên lấy? Thành ra 78 tâm pháp bất thiện này hôm nay xin các vị hãy nhận thức rất là rõ ràng. Và lời này Đức Thế Tôn dạy ở tại đâu? Đó là tại vườn Cấp Cô Độc rừng Thở Đa thành Thất La Phiệt. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo với chúng 1250 vị tỳ kheo như thế này: nếu các ngươi đoạn trừ vĩnh viễn một pháp, Như Lai bảo đảm chắc chắn các ngươi đắc quả bất hoàn, tức là tam quả, không còn tái sinh ở thế gian này nữa, mà ít nhất là sinh lên cõi trời ngũ tịnh cư, và từ đó chứng thánh A-la-hán giải thoát luân hồi.
Một pháp đó là gì? Đó là tham. Mà nếu các ngươi vĩnh viễn đoạn trừ thì Như Lai bảo đảm chắc chắn các ngươi sẽ đắc quả Tu Đà, đắc quả Bất Hoàn. Tại vì sao? Bởi vì tham nó có mặt ở trong thế gian này. Khi tham đã đoạn trừ rồi thì không có lý do gì chúng ta trở lại quốc độ này nữa. Không có hạt nhân, không thể sinh quả. Không có cái tâm tham, không có thể đến với quốc độ này. Cho nên tham sân si là những cái pháp mà chúng ta sinh ra nó đã có. Thầy nói thế còn không chấp nhận. Thầy đứa trẻ có biết gì đâu mà tham. Nhưng không hiểu rằng đứa trẻ thân căn chưa phát triển đủ, cho nên tham ấy tồn tại trong tâm dưới dạng tiềm phục. Tức là tham nó ngủ ở trong tâm, duyên chưa đủ để nó phát khởi, tưởng như nó không có. Than ở trong tro, cứ ngỡ không có cháy, nhưng khi đủ duyên thì nó hừng cháy lên. Tâm của chúng ta có hai phần, một phần được biểu hiện và một phần ẩn tàng. Biểu hiện ra chúng ta gọi là sắc tướng, nhưng mà ẩn tàng chúng ta gọi là tùy miên, là một trạng thái phiền não tiềm phục. Vậy thì thưa quý vị, chỉ đoạn cái tham được rồi, đâu cần gì lo tu cái sân, phải không? Nhưng thưa quý vị, chúng ta tham không được cho nên mới sân, đúng không hả? Cho nên rõ ràng mong cầu mà không được toại ý cho nên tức giận mới nổi lên. Vậy thì mong cầu đó chính là tham. Như vậy thì cái tham là cái đầu tiên là gì? Là cha. Rồi cái tham này là cha. Rồi một cái gì? Một cái sân là mẹ. Phải không ? Nhưng tại sao mình tham chi, mình sân chi? Tại vì mình ngu si, mình không biết rằng tham sân nó hại mình. Cho nên là cha mẹ mình có là do ông nội mình ấy. Ông nội đó là gì? Ông nội là si, phải không? Cái đời trước đó là si. Cho nên là vô minh, ở trong vô minh, trong môi trường của vô minh mà tâm duyên vào đó, cho nên mới có hành phước, hành phi phước và hành bất động. Nếu như mà trong tâm toàn là ánh sáng, không duyên vào vô minh thì chắc chắn rằng không có ác bất thiện nào sinh ra được. Phật dạy mình pháp tu quán quang minh tướng, lần trước các vị đã nghe rồi, để cho tâm nó được luôn sống ở trong ánh sáng. Thành ra các triền cái này không thể nào hiện thân ra được. Thiên ma ba tuần đem cả thiên binh thiên tướng tới đe dọa Thái tử Bồ Tát Tất Đạt Đa trước khi Ngài thành đạo, nhưng ở trong sức định phi thường, và Ngài đem hết tất cả công đức và trí tuệ của Ngài hồi hướng cho thiên ma. Thiên ma phải dựa vào thế lực hắc ám lúc bây giờ mới thi triển được thần lực, nhưng mà trí tuệ và phước báo luôn tạo ra cảnh giới sáng ngời. Do vậy cho nên thiên ma không thể thi triển thần lực, thành ra xấu hổ mà ẩn thần. Thế Tôn có nói trong kinh Đại Bảo Tích rằng lúc thiên ma kéo đến không đủ định lực tu trì nhiều kiếp thì người ấy chỉ nghe tiếng động, nhìn thấy sắc, ối máu mà chết. Nó kinh hãi như thế đó. Và tu như Phật thì ma mới hiện ra phá, còn chúng ta tu mấy ngày rồi ma nó phá. Ma nó tránh lắm mà sao đi phá. Đừng có lo, đừng có lo, đừng có là con tu đổ nghiệp ma phá, không dám đâu. Đừng nghĩ như vậy. Bây giờ mình học võ, mình trở thành là cao thủ võ lâm, rồi cái mình kinh cái bản lên, mình thi thố thiên hạ thì mới ra mới có cao thủ xuất hiện, phải không? Còn mình muốn mấy cái bài mà võ cào cào châu chấu mà đòi kinh bản lên, ai đâu họ lên ha. Họ thấy mình họ khịt mũi họ đi rồi. Thành ra là chúng ta đừng có lo, đừng có lo. Cái sức tu của chúng ta chưa có bao nhiêu hết á. Cái người nào mà nói rằng là con tu sợ ma nó phá, người này quá ư là cao thủ ấy.
cũng cũng là êm với Phật rồi đó. Thành ra do vậy cho nên chúng ta cứ vững tâm, chúng ta tiếp tục tạo dựng công đức, và chúng ta hy vọng, chúng ta biết thấy rằng là cái pháp nhĩ như thị là gì, tức là đời sống phước báo nó luôn luôn cho chúng ta hạnh phúc, chắc chắn là như vậy. Mà tiến trình tạo phước là một tiến trình liên tục không gián đoạn. Hãy giữ cái tâm này đừng có bỏ, bởi vì chưa biết bao giờ mình giác ngộ thành Phật. Thành ra phước báo mỗi ngày là phải tạo dựng. Sự tạo dựng này á, là một cả một quá trình cần mẫn, chứ không phải làm một hồi rồi ngừng lại. Có nhiều người lúc trẻ cơ bằng nhưng già thì có hậu vận tốt lành, ông thầy tướng côi nối như vậy. Nhưng mà thực ra không biết rằng là cái người đó đời trước kia họ đang tạo phước, lúc nhỏ họ gì? Họ chẳng có tạo phước bởi vì họ đỡ cái tâm tham chi phối. Rồi ta lớn lên tự nhiên họ thấy rằng cuộc đời nó không có gì gọi là to lớn, bởi vì vạn vật được vô thường. Tuổi tác bây giờ đây cũng đã già suy. Và nếu như mà không làm thêm những việc tốt lành thì không còn cơ hội để làm. Vì vậy cho nên người này họ tạo phước, thành ra nhân quả ứng hiện đồng thời, sinh ra đời tuổi trẻ cơ bằng, già yếu thì lại được phước báo sung sướng. Tất cả đều dựa vào nhân gây ra chứ không bao giờ tự nhiên được. Có ông thầy tướng các côi nói hay không nói, chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa. Ngay cả tiên A Tư Đà có tiên tri như thần đi nữa cũng không quan trọng ở trong mắt người tu hành. Người tu hành của chúng ta là chỉ có mỗi ngày tạo phước điền. Vậy thì thưa vị, ở đây chúng ta thấy Thế Tôn nói là trừ được cái tâm tham là cái gì chúng ta cũng làm được. Tham á, nó nhiều thứ lắm nghe. Tham ăn, tham uống, rồi tham ngủ, rồi tham nghỉ, rồi tham ngơi. Có ngơi không? À, đấy, lớn tuổi á, các vị lớn tuổi là cái ngơi này nó nhiều lắm nghe. Nó không nghĩ mà nó ngơi, nghỉ ngơi. Nó không ngủ, nó cũng không có nghĩ nữa mà nó ngơi. Tức là sáng dậy là nó ngơi thời gian, rồi trưa nó ngơi thời gian, chiều nó ngơi thời gian ấy, là hết ngày. Cái tuổi lớn thường thường mình có xu hướng là làm biếng. Và tuổi nhỏ thì nó định không có được, tay chân nó cựa ngoại liên tục. Tại vì cái năng lượng của tuổi nhỏ nó khác, tuổi lớn nó khác. Nếu chúng ta không dùng cái tâm tinh tấn thì lúc bây giờ nó có xu hướng lười. À, Thế Tôn nói cũng như vậy. Sân si phẫn hận phú não tật sang cuốn xỉm vô tàm vô quý, mạng quá mạng, mạng quá mạng, ngã mạng tinh thượng mạng, ti mạng tà mạng, kiêu mạng phóng dật ngạo phẫn phát, kiểu vọng ngụy trá, hiện tướng kích ma, thấy lợi cầu lợi, ác dục đại dục, hiển dục không hỷ túc, không cung kính, khởi ác ngôn, thích bạn ác, không kham nhẫn, đam thị, biến đam thị, nhiễm tham, tham phi pháp, tham trước, ác tham, hữu thân kiến, hữu kiến, vô hữu kiến, tham dục, sân nhuế, khôn trầm, thủy miên, trạo cử, ố tác, nghi, mong hội, không vui, vương ngáp, tánh anh không điều độ, tánh muội liệt của tâm, tưởng linh tinh không tác ý, thô nặng để đột thao thiết, tánh không hòa nhuyễn, tánh không điều nhu, không thuận điều đồng loại, dục tâm, khỏe tâm, khỏe tầm, hại tầm, thân lý tầm, quốc độ tầm, bất tử tầm, kinh gọi là khinh miệt tầm, giả tộc tầm, sầu tháng khổ ưu nhiễu não. Nếu vĩnh viễn đoạn một trong những pháp này, Như Lai bảo đảm chắc chắn vị ấy được bất hoại. Lời này thầy phải đọc rõ, không có dám mất đi, tại vì kính Phật kính pháp, và chúng ta học Phật pháp căn bản không phải là một buổi nghe thuyết pháp bình thường. Nhất chúng ta phải y cứ vào kinh tạng. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta xa Phật đã lâu rồi, xa Phật nhiều thế kỷ rồi.
Nếu chúng ta nêu ra một luận lý để chấp nhận nó mà chúng ta không y cứ nhất nhất vào kinh tạng, chắc chắn chúng ta sẽ bị mất gốc rễ. Do vậy cho nên thầy phải đọc từng chữ để cho chúng ta thấy được 78 tâm pháp bất thiện đã được nhắc lại, và Thế Tôn nói điều này ở tại vườn cấp cổ độc rừng Thở Đa. Thế Tôn nói rằng, để tóm tắt lại nghĩa trên, cho nên Thế Tôn nói kể rằng tham trói buộc hữu tình thường sanh các cõi xấu, người trí đoạn hẳn rồi không trở lại thế gian. Một câu đơn giản như vậy đó, tham trói buộc tất cả các loài hữu tình thường sinh vào các cõi xấu, người trí đoạn hẳn rồi không trở lại thế gian, tức là sinh các cõi trời. Cõi này ít nhất là cõi trời ý, ngũ tịnh cư, quả bất hoàn. Cũng như vậy, cho đến sân si, cho đến nhiễu não, mỗi mỗi pháp như vậy, Thế Tôn đều nói một bài kệ như vậy. Đó là giáo nghĩa có y cứu trong kinh tạng. Bây giờ đây chúng ta học phân tích, chúng ta hiểu nôm na tham, rất dễ hiểu, điều này rất gần gũi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã từng tham rồi, không có gì lạ hết, phải không ạ? Nhưng mà ở đây Thế Tôn nói như thế này, thế nào gọi là tham? Tôn giả Mục Kiền Liên hiểu lời Phật như thế nào? Và Ngài dạy cho chúng ta như sau: tham trong các cảnh dục, tức là các cái cảnh sắc mà chúng ta ưa muốn. Tham, đánh tham, chấp tàng, phòng hộ, dính chặt, thích thú, mơ muộn, đam mê, say đắm, nội tâm trói buộc, mong cầu, đắm đuối, tập khởi của khổ, đồng loại tham, sanh của tham, gọi là tham. Những chữ như vậy mô tả những trạng thái trong tâm của chúng ta. Nếu chúng ta không học điều này, làm sao chúng ta thấy hết được những trạng thái đó? Những trạng thái của tham nó biểu hiện như thế nào? Là đối với các cảnh dục. Các cảnh dục này là những gì mà chúng ta tiếp cận được từ mắt, từ tai, từ mũi, từ lưỡi, từ thân và từ ý. Đặc biệt là năm giác quan ở bên ngoài và tâm ý của chúng ta tổng hợp lại những gì mà nó tiếp cận được. Rồi ở trong đó chúng ta đỡ tâm mình dính vào, mắc vào ở trong đó. Đánh tham tức là gì? Tức là những cái lỗi tương tự như vậy. Rồi chấp tàng tức là giữ nó, che giấu nó, chứa nó lại. Rồi gì nữa? Rồi phòng hộ, rồi đề phòng nó mất đi. Rồi dính chặt, dính chặt. Không có đơn giản đâu thưa quý vị, không đơn giản đâu. Cái sự dính chặt này khủng khiếp lắm chứ không đơn giản. Thầy cũng hóa giải được một số cái tâm mà dính chặt với nghĩa thiêng liêng. Có một cô Phật tử xin giấu tên, già yếu, đem của hồi môn ba đời và cúng dường cho thầy. Nói thưa thầy, đây là một nhẫn vàng, tuy rằng nó không có nhiều tiền, nhưng đây là của hồi môn ba đời, và con nghĩ rằng không nên truyền trao lại nữa. Thấy công trình Phật sự của thầy, con không muốn con cái nó biết, nó nghĩ tới điều này, thành ra con xin cúng cho thầy. Thầy khéo léo nhờ ai đó bán đi để lấy tiền lo cho Phật sự Tam Bảo. Và chúng ta thấy nếu như người này tâm tha tham mà không có xá, thì chắc chắn rằng dính mắc ở trong của hội môn này. Rồi là phải tìm một cái người nào đó thật là vừa ý để mình truyền trao cái hội môn này nữa. Phải vậy không hả? Đó là cách của thế gian. Ngày xưa ở tại Việt Nam, lúc bây giờ thầy ngồi gần một bà cụ tên là bà Sáu. Bà này thì hồi nhỏ thầy chán ưa vì bà, tại vì bà nấu cho thầy ăn mà bà thường hay bó mấy cái củ nghệ.
món gì cũng có nghệ, ăn nhiều cái miệng giàn cháy, cái gì cũng bỏ nghệ hết á, nấu canh cũng bỏ nghệ nghe không? Rồi kho đậu cũng bỏ nghệ nghe không? Sao trộn cái gì cũng bỏ nghệ. Bà nói rằng ăn như vậy bao tử cho nó khỏe. Thầy nói bà là bà rai thầy, lúc mà chú thiếu mình không dám, sau này mình lớn lên mình trú trì cái chùa, rồi lúc đó thầy mới ngồi ở bên bà, thầy cầm tay bà thầy đưa lên, thầy nói bà xấu, bàn tay cực kỳ xấu xí. bà nói thầy nói gì thầy? Thầy nói tại vì cái bàn tay xấu xí như thế này, tại sao ông xấu thương được, nghĩ ông xấu cũng đại tài. Cái bà mới nói đâu có, và cười hề hề mà nói hồi xưa cái tay nó đẹp lắm mới đâu phải dạy thầy. Cái bà cười hề hề, thầy nhìn thấy còn có hai cái răng thôi. Thôi nói lại nữa, chỉ còn có hai cái răng, vậy mà thương gì được, ông sáu thiệt đại tài. Bà nói hồi xưa tôi đi hát, tôi hát hay lắm, trời ơi ông là fan hâm mộ của tôi đó, thành ông theo tôi hoài, ông theo tôi hoài tôi mới chịu ưng ông á. Nhưng mà giờ ông chết rồi nha. Nói tới đó bắt đầu bà mới tiết lộ cho thầy là bà có một người con. Và cái người con đó trong cái duyên như thế nào, bà nói không ai biết, thầy biết thôi. Đó, và tin tưởng thầy lắm, tin tưởng thầy lắm. Thưa quý vị, lúc đó chúng ta thấy rằng bà ngồi bà buồn. Buồn là sao? Thầy nói rồi rồi, bị cái tâm tham, cái sắc đẹp của tuổi trẻ làm cho bà xấu buồn rồi. Bà ngừng lại. Cái đây là gì? Là tướng về quá khứ, cho nên khiến cái tâm tham đó nó chi phối vào ở trong tâm thức. Và thầy nói bà xấu, bà có một cái thân cực kỳ xinh đẹp. Đó là cái thân gì? Cái thân được sinh ra ở trong liên hoa. Cái thân đó là cái chân thân mà bà xấu đang niệm Phật mỗi ngày. Hãy phát tâm nhận lấy một cái thân đó là gì? Là liên hoa, là gì? Là cha mẹ. Hãy phát tâm cái thân, hãy phát tâm nhận lấy cái thân đó, hóa sinh cái thân đó, nó mới đúng nghĩa. Còn cái thân bây giờ bà xấu thấy không? Mới có mấy chục năm, cách đây 60 năm trễ chán, có phải vậy không hả? Nhưng mà ai ngờ bây giờ nó khác rồi. Cho nên chúng ta thấy cái tâm tham nó chi phối. Rồi cái tâm phòng hộ. Phòng hộ cái này, phòng hộ cái kia. Chứ phòng hộ này không phải là giữ giới đâu nghe. Phòng hộ là gì? Tức là những cái món đồ, những cái vật dụng mà mình có được, mình yêu quý, mình phòng hộ sợ nó mất. Rồi cái tâm nó dính chặt. Nó dính chặt giới sợ lắm chứ không đơn giản đâu. Thích thú mê muộn. Đó. Những cái món gì, cái gì mà tâm chúng ta nó có một cái trạng thái là thích thú, mê muộn, tức là nó tối tăm ở trong đó, nó bị chìm đắm, bị dính chặt trong đó và có tính tối tăm ở trong đó. Rồi đam mê. Đam mê cũng là một loại tham. Đam mê xem phim, đam mê thể thao, đam mê bất cứ một cái gì, cái đây gọi là một dạng nghiện. Thì cái dạng nghiện này nó là biểu hiện của tâm tham. Nghiện uống cà phê, nghiện uống trà, nghiện cái gì đi nữa, nó cũng là một loại tâm tham. Hoặc là đam mê mặc sắc phục như vậy, cái màu như vậy, cũng là một loại tâm tham vi tế. Trong khi nhá, là cái ăn mặc như vậy nó khác không có chịu, nó sẽ như vậy đó. Và cái tâm tham này á, nó tham tới mức mà nó tham cái chỗ ngủ. Tức là ngủ khác cái giường rồi nó không ngủ. Có người tới mấy chục năm mà ôm một cái gối. Và khi mà mẹ giặt cái gối á, là phiền não mấy ngày. Bởi vì không có cái mùi thơm thơm thấm đó thì không ngủ được. Có phải không mà? Tại vì cái gối mà 20 năm không chịu giặt thì nó làm sao? Nhưng mà rõ ràng là giặt cũng không được. Lạ kỳ như vậy, cái mồ hôi đó nó làm sao đó mà cứ ôm cái gối đó là tôi ngủ ngon.
Lạ lắm. Những trường hợp này thầy có gặp chứ không phải là thầy vẽ chuyện đâu nghe. Tại vì anh là trong gia đình cãi cọ nha, mẹ con cãi cọ mấy cái thầy biết á. Thành ra giờ thầy hứa là thầy không nói cho ai nghe đó. Cho nên mới rõ ràng đó. Cho nên là chúng ta thấy tức là cái tâm tham này nhá, nó đam mê rồi nó say đắm. Nó say là sao? Là nó không thấy đường. Nó không thấy đường hoặc là nó chỉnh, nó không thấy đường. Cho nên nó chìm ở trong cái đó. Bị cái tâm này nó như sóng mà nó nhận mình xuống đó là mình chìm trong đó, không thấy đường nữa, không biết lối ra nữa. Rồi nội tâm trói buộc. Nội tâm trói buộc bởi cái tham đó. Do vậy cho nên đi làm cái gì, nói cái gì cũng là để cho cái tâm tham này nó được thành tựu. Nội tâm mình trói buộc bởi cái gì? Mình khen hoặc là mình chê hoặc là như thế nào đó. Ví dụ như mình tham nổi danh. Mình tham nổi danh là mình nói làm sao đó cho người ta khen mình. Ra đứng ở ngoài đường, người ta hỏi rằng là cái đường đi chỗ nào đó, mình nói từ khi tôi mặc cái áo mới tới bây giờ tôi chưa biết rằng người đó có qua đây hay không. Tức là nó vô duyên, nó vớ vẩn như vậy á, nhưng mà nó vẫn chi phối, nó trói buộc. Cái tâm tham trói buộc này không có dễ dàng gì từ bỏ đâu. Ngay cả như mình xây chùa đấy, mà mình tham cái chùa theo cái kiểu của mình, hoặc là nó đẹp hơn cái chùa khác, cái đây cũng là một loại trói buộc. Tâm tham trói buộc với nhiều cách khác nhau. Rồi mong cầu, tức là không có được ngồi im đó, mong cầu đây là một loại chi phối từ tâm tham. Nếu như không có tham thì sao có mong cầu? Mong cầu nó khác với gì? Nó khác với chí nguyện. Chí nguyện nó là một loại ước mơ cao đẹp. Chẳng hạn như mình mơ ước mình được thành Phật. Bởi vậy cho nên mình mới quy y Phật. Và Đức Phật là một nhân cách sáng ngời. Đức Phật đó chúng ta hoàn toàn có năng lực giống như Ngài. Nhưng vì tham sân si che lấp, thành ra nhân cách trong sáng như Ngài chưa được hiển lộ ra. Bởi vậy cho nên hôm nay chúng ta học cái cách làm hiển lộ Phật tánh của mình. Thành ra ở trong tinh thần này á, thì lúc đó là chí nguyện, là nguyện lực. Và khi nguyện và lực như vậy rồi thì không có thay đổi nữa. Đây không phải là tâm tham. Hoặc là đắm đuối. Đắm đuối. Rồi chẳng hạn như là tập khởi của khổ. Tất cả những cái điều đó nó là tập khởi dẫn tới khổ đau. Đồng loại tham, có nhiều thứ đồng loại với tham. Hoặc là từ tham là cha mẹ mà sinh ra con ra cháu, những cái tố chất tương tự do cái tâm tham đó mà có thêm cái khác. Như vậy đây gọi là tham. Phân tích chúng ta thấy rõ chưa? Hãy ngồi xuống chiêm nghiệm, đừng nhầm lẫn những dòng tâm lý do tâm tham chi phối hiện lên. Như vậy đây gọi là quán pháp. Và hiểu rõ đừng có sống với nó. Nó không phải là điều tốt lành gì. Nó sẽ hại mình đó. Trong bất cứ phương tiện sinh tồn, trong bất cứ cái gì, tâm tham chi phối chúng ta, chúng ta trở thành nô lệ của nó. Tham trẻ trung xinh đẹp, chải tóc rơi xuống một sợi, không biết rằng có hay không mà giỏi tác thiên là chém người ta. Rồi chúng ta tham ăn, tham ngủ, tham đủ chuyện hết. Không dễ dàng gì từ bỏ, không dễ dàng. Đức Phật dạy cái pháp tuyệt đối cho các vị tỳ kheo đi xin cơm thừa canh cảnh của thiên hạ để nuôi dưỡng sự tồn tại nhất thời này. Tâm tham không thể nào còn được. Tôn giả La Hầu La đi khất thực, vờ đồ ăn không có được ngon, có vẻ lằng nhằng không muốn ăn. Con nhà vương tứ mà ăn sung mặc sướng quen rồi. Phật nói này La Hầu La, thiện gia nam tứ xuất gia học đạo,
vì để chứng thánh thoát khỏi luân hồi, hay là vì để ăn? Lão la nói rằng đồng ý là để giải thoát, nhưng mà ăn uống cũng được được cho dày. Sao tu nói ngày lão la vẫn nói cách y chang như chúng ta phải không ạ? À, thầy nói con đến đây học pháp và học tu đồng ý vậy, nhưng mà ăn uống dở quá sao tu được? Đó là chúng ta sẽ có cách nói vậy đó. Sau đó nhiều lần Đức Phật đã khai thị và lão la giác ngộ được, cho nên sau đó các bạn biết có nhiều khi á đi khất thực, những đứa trẻ nó lấy sạn á, lấy cát nó bỏ vô trong bình bát của ngài, vậy mà ngài không có khởi phiền não. Có khi ngài bị những người khác họ kỳ thị đánh tôi chảy máu đầu, lúc bây giờ còn chú tiểu sa di khoảng 12-13 tuổi, chịu những cảnh như vậy. Rồi có khi á, là ngài đi vào ở trong cái phòng, thấy có một vị, cái phòng của mình có một vị tỳ kheo ở rồi, và Phật không có cho phép là một chú tiểu sa di ngủ chung với tỳ kheo, cho nên á, ngài lén lẹn đi ra ở ngồi cái nhà vệ sinh và ngồi im ở trong cái góc nhà vệ sinh. Đêm đó trời mưa gió bão bùng, tôn giả Xá Lợi Phất không thấy lão la đâu, cho nên mới châm đèn đi tìm, và tìm thấy lão la ngồi ở trong cái nhà vệ sinh trong góc, và góc bên kia có một con rắn độc đang khoanh tròn ngủ ở đó. Đức Phật nói rằng á, là từ đây ta cho phép á, là một vị sa di được ngủ chung với một vị tỳ kheo không quá 3 đêm. Luật á, được hình thành. Và lúc đó Đức Phật cũng vừa trách cái sự chăm sóc người xuất gia như thế nào cho phù hợp. Như vậy thì thưa vị, ở đó chúng ta thấy khởi tâm mật hạnh, Phật dạy chúng đệ tử xuất gia mặc áo ca sa. Chữ ca sa nghĩa là gì? Gọi là ca sa gia. Ca sa gia là gì? Là trước, là ối trượt. Là gì? Là những cái thứ bỏ đi, những cái thứ vứt đi của thiên hạ. Những cái mảnh vải được lấy ở nghĩa địa, từ những cái liệm xác chết còn thừa lại, những cái mảnh vải vụn vành người ta vứt ở sọt rác, đem vào khâu lại thành chiếc áo che thân. Phật dạy đệ tử xuất gia của ngài thọ dụng như vậy để chí, để trừ cái tâm tham, trừ tâm tham. Tôn giả Mahakajip thọ trì tuyệt đối lời của Phật tới khi làm tổ rồi mà ngài không ngủ dưới gốc cây quá 3 đêm. Tối đêm thứ 3 là ngài di chuyển sang gốc cây khác. Suốt đời của ngài là như vậy. Người ta cứ đi tìm tôn giả Ca Diếp nhưng không thấy ngài đâu. Mới hôm qua thấy ngài ở đây, và có người chỉ là ngài ở đây. Ngày hôm sau thấy ngài đi sang chỗ khác rồi. Thứ nhất là ngài muốn thiền định không bị quấy rầy, không bị đỡ cho người đời tôn kính mà đi theo quấy rầy. Còn cái tâm tham á, thì nhân đó mà trừ bỏ. Ăn uống như vậy, mặc ở như vậy, thuốc thang như vậy, cái tâm tham kia nó phải bị dẹp bỏ. Ở trong môi trường tồn tại đó là tự nhiên nó dẹp bỏ rồi quý vị. Tại vì do chúng ta không có hành trì, chúng ta không có sống, chúng ta cứ mong muốn hoàn cảnh nó thuận theo ý của mình. Còn nếu như nó trái với ý của mình thì bắt đầu mình dùng cái thế mạnh của mình để chi phối. Nếu chúng ta có tiền tài, dùng sức mạnh tiền chi phối. Chúng ta nếu như là cha là mẹ thì dùng cái sức mạnh, cái quyền của cha mẹ chi phối lên con cái. Làm thầy thì dùng cái quyền của ông thầy chi phối. Nói chung là lúc nào chúng ta cũng có xu thế là tìm cái gì, cái quyền của mình. Thậm chí cái quyền của người con nữa mới góp. Tức là cái quyền của con được quyền như vậy. Nói chung là chúng ta dùng cái quyền mà cái quyền vớ vẩn, cái quyền mà phi pháp cũng dùng. Những điều này do cái gì chi phối? Do tham. Do tham nó ngữ trị, nó dẫn dắt chúng ta. Không khiếp như vậy đâu. Và khi chúng ta tham theo cái chiều hướng đó rồi, chúng ta lại có cái hướng là thuyết phục người khác ủng hộ với quan điểm của mình. Đây cũng là một loại tham. Người ta không làm sai, chẳng qua không giống mình thôi, nhưng mình lại không thương được cái người đó,
mình sinh tâm ghét. Thấy người ta làm thuận theo ý của mình thích hơn. Ngày xưa lúc làm sinh viên á, thì thầy thuyết phục các thầy giáo cho điểm rất là dễ dàng. Tại vì sao? Bởi vì thầy biết các thầy giáo có cái cách nối khác, mỗi vị có cách nối khác. Rồi mỗi vị có cái thói quen dùng từ. Thầy để ý cái vị này thường hay nối lại với kiểu đó, cách hành văn như vậy, cái lời nói thường đặt cái trạng ngữ ra ở trước, hoặc là giải thích trực tiếp rồi giải thích, hoặc là gì, hoặc là gián tiếp rồi kết luận. Có một số vị họ có cái lối mòn tư duy, mình nhìn thấy như vậy, thầy ghi xuống cái cuốn tập đó là cái ông thầy đó với một số từ quen dùng, cách diễn đạt như vậy. Và khi mà cho thầy viết luận á, thầy diễn đạt y chang người ta, thế nào điểm thầy cũng cao, đúng vậy không? Đó là tâm tham. Mình đáp ứng được cái tâm tham người ta cho điểm mình sẽ có gì đâu. Và lúc đó người ta không có nghĩ rằng, ở đời thì người ta nghĩ rằng như vậy là tốt. Nhưng mà người tu chúng ta thì sao? Chúng ta làm thầy cái ông thầy này, tại vì ông thầy này ông bị cái lòng tham chi phối, còn mình làm cho ông như vậy á, mình không có tham, mình thấy rõ nó mà. Thấy chưa hả? Thầy nói như vậy để thấy rằng cái vi tế nó nhiều khi mình nghĩ rằng đó là chuyện bình thường, nhưng mà nó ẩn tàng bên trong. Cho nên Đức Phật mới nói rằng nếu chúng ta trừ bỏ nó thì chúng ta vĩnh viễn không có trở lại thế gian này nữa mà. Một pháp đó thôi. Khi phân tích sâu xa ra chúng ta thấy khủng khiếp rồi. Nếu như những điều này mà các vị không có được đi học, không có được ngồi nghe phân tích, thì làm sao các vị có cơ hội để mà nghĩ tới? Ở nhà công việc nhiều, rồi khổ chùa rồi công ăn việc làm, tất bật từ sáng tới tối. Ai phân tích cho các vị? Các vị có thời gian đâu mà suy nghĩ. Nếu như các vị ngồi xuống đây một giờ đồng hồ thôi, cũng không ai làm phiền được các vị. Ai muốn gọi điện các vị thì tính sau. Không đứa nào đang nghe học là nghe điện thoại. Bởi nhiêu đó thôi là chúng ta có thể cắt bớt một số cái duyên gây nhiễu loạn cho trí não của mình rồi. Như vậy thì chúng ta đã thấu hiểu. Đi học nó lợi như vậy đó. Giáo pháp được nhắc nhở như vậy, được phân tích tận cùng như vậy, mà không phải một ngày hai ngày, ngay lúc này. Ý chí của các vị muốn thấu hiểu lời Phật nói và lời thầy đang diễn đạt, các vị đã khuân tập vào ở trong tâm của mình một hạt giống rất là thánh thiện, đó là ánh sáng giáo pháp của Phật Đà. Trong dòng tương tục sanh tử của các vị đã gieo vào đó một hạt giống thiện lành. Cái hạt giống này chắc chắn nó sẽ hấp thụ những cái môi trường thiện lành tương tự như nó, để rồi một lúc nào đó nó sẽ trổ quả sáng ngời và đưa chúng ta ra khỏi khổ đau. Tiến trình này chúng ta thấy rõ không? Như vậy, cho nên việc học pháp đừng có xem thường, đừng xem thường. Cái gì chúng ta cũng có được trên thế gian, nhưng chúng ta không bao giờ giữ được nó, bởi vì vạn vật đều vô thường. Đạo lý này chúng ta chấp nhận phải không? Nhưng cái tiến trình sinh tử chúng ta không thể rời được nó, trừ khi chúng ta đi vào trong niết bàn. Vậy thì hôm nay chúng ta học pháp, mặc dầu hiểu hay không hiểu, chúng ta biết rằng mình đang tích lũy những hạt nhân cực kỳ quý báu cho nội tâm mình. Thành ra mình đi học pháp là phải đi học, thấy rõ điều này mới cần mẫn, thấy rõ điều này mới cầu học. Chư Phật ngày xưa thấy rõ điều này cho nên mới xả thân cầu đạo. Chúng ta không thấy, chúng ta bị tham chi phối, tham che lấp, cho nên chúng ta bị cuốn theo đi làm chuyện khác. Hãy chiêm nghiệm chân tướng của vấn đề này một cách nghiêm túc thì chúng ta sẽ thấy ra. Người tu mà không thấu hiểu điều này, cho dù anh diễn đạt như thế nào đi nữa thì cũng diễn đạt được cái ngọn cành lá mà không thấy được gốc rễ của vấn đề. Học pháp tại Bồ Đề Phật Quốc này chán quá phải không? Nó không có tiếng cười, nó không có ngủ ngon, mà nó nhức đầu, đúng không? À, có nhiều vị giảng kinh thì các vị nghe khoái chí, cười hả hả rồi ngủ. À,
Có nhưng mà chữ vợ cho Phan không có. Nhưng mà thưa vị, thời gian tấn tốc không cho phép thầy vui cười nhiều hơn nữa. Thỉnh thoảng thấy ai ngủ ngáp thì phương tiện diễu hài cho các vị vài câu. Nhưng chúng ta hãy nhìn chân tướng của vấn đề chúng ta đang làm. Hiệu quả tác dụng nhất tức thời cho chúng ta. Phải làm như vậy, phải thấy như vậy một cách nghiêm túc. Thì lúc bây giờ chúng ta mới thực sự là người biết tu tâm, biết dưỡng tánh. Thấy rõ rồi mới biết ngồi sửa chứ. Tiếp theo tâm thứ hai đó là tâm sân. Tâm sân này được hiểu như thế nào? Phật nói rằng cái tâm mà muốn gây tổn hại hữu tình, ở trong lòng ghim gúc muốn gây rối hữu tình, đã sân sẽ sân, hiện sân, thích gây tai họa, rất thích gây tai họa, ý rất phẫn nộ, làm điều trái nghịch đối với hữu tình, muốn làm tổn thương, đã làm tổn thương, sẽ làm tổn thương, đang làm tổn thương. Đây gọi là tâm sân. Hãy xem mình có trong trạng thái đó hay không. Cái tâm của mình nó có muốn gây tổn hại cho người khác hay không? Ở trên đời này có rất nhiều trường hợp mặc dầu không có lợi ích cho mình nhưng mình vẫn thích gây tổn hại cho người khác. Tại sao? Bởi vì người ấy thích như vậy. Kỳ lạ lắm. Căn bản do tâm sân chi phối họ mà họ không biết. Hoặc là ở trong lòng ghim gúc, không thấy rằng chính cái sân nó kết tủa trong lòng, biến thành một loại ghim gúc. Sự tức giận không tha thứ, ghim gúc sâu nặng ở trong tâm, và có cơ hội làm nhiễu loạn, làm rối trí người khác thì sẵn sàng tuôn ra. Rồi đã sân sẽ sân, hiện sân, thích gây tai họa, rất thích gây tai họa. Có những trường hợp như vậy. Có những trường hợp mà thích tạo ra cuộc chiến để ta thỏa thích nè, là sở thích mà gọi là đao binh trên chiến trường. Mỗi người mang lấy một cái nghiệp mà, mang lấy một cái nghiệp. Cái nghiệp gì cũng cứ hở ra một chút là thở hiện. Ngày xưa tại Bình Định có một cái ông này, ông võ ngựa đạt đến cái chỗ người ta gọi là đau thương bất nhập. Điều này đúng hoàn toàn chứ không phải là cái lý thuyết. Và ông thường hay dùng cái sức mạnh võ ngựa của ông để ông đe dọa người khác. Ai thấy ông cũng nới sợ. Hôm đó có cậu bé đến thăm ruộng bị ông đánh cho một bạt tai. Với cái tội là xá nước từ đám ruộng của ông xuống ruộng của cậu. Cậu bé này nói: thưa ông, con không có xá. Ông chưa hối đầu đuôi, tại sao ông lại đánh con? Tại sao ông không kiểm tra xem là ruộng của ông, bờ ruộng có khi có con cua nó đục cái lỗ, rồi nước chảy trong đêm, con đâu biết gì. Và nó đứng ở dưới ruộng nó khóc. Và nó nói rằng: con thờ rằng á, là khi ông già hơn một chút, ông mang cái gương, con sẽ lấy cái gương. Ông chống gậy, con sẽ lấy cái gậy. Và chừng đó con sẽ trả cái thù ngày hôm nay. Ông này kinh sợ liền. Chúng ta thấy gương gớm không? À, võ ngựa sao chống lại được vô thường? Thấy không? À, cho nên ai mà hôm nay mà họ gây khó cho mình đỡ đấy. À, và họ mang gương, mình lấy gương, vô đi đâu đi. Họ chống gậy, mình lấy gậy. À, chừng đó tha hồ phải không à? Tha hồ là mình kéo mũi, mình kéo tay cũng được phải không? À, cho nên chúng ta thấy cái tâm sân, cái tâm ý lại. Cái cậu bé này cũng gơ gớm phải không à? Cậu bé này cũng gơ gớm, nói một câu là ông kia về nhà mất ngủ. Đây, sự thật nó là như vậy mà. Cái tâm sân nó gơ gớm lắm. Cái loài hữu tình mà mang cái tâm sân ghim gúc cực nặng đó là rắn. Ngày xưa thầy nhớ ở quê có cái ông nọ chặt con rắn còn cái đầu khoảng một khúc vậy thôi. Từ chỗ ông chặt nó tới khi ông lừa bò vừa tại nhà của ông. Vậy mà sáng sớm ông ra, ông cho rạ cho bò ăn trong lúc khoảng canh ba, để cho nó ăn no sáng đi cày. Thì ông sôi đèn thấy cái đầu con rắn nó tới.
hơn một cây số rưỡi, cũng một khúc vậy thôi, mà cái tâm sân của nó, cái tâm trả thù của nó, mà nó lênh lướt, mà nó tìm tới nhà của ông, vừa gớm không? Cho nên người xưa họ ác, họ nói rằng là giết rén là phải đập nát đầu đó. Nhưng mà cái loại hữu tình nào mà cái tâm như thế nào mà chiêu cảm thành một cái thân như vậy, nó đã có cái tâm sân rồi. Cái cảnh đó là cảnh khổ đau ác hại. Thành ra chúng ta hiểu cái tâm sân nó hại cho chúng ta như thế nào, nó hại cho mọi người như thế nào. Hoặc là cứ tìm cách đối nghịch, người ta làm tốt rồi, nhưng mà mình cứ tìm cách đối nghịch này, người ta làm như vậy là được rồi, nó không hại ai thôi. Nhưng mà cứ tìm cách là sửa tới sửa lui đối nghịch. Người ta đưa ra cái ý đó không có gì sai, nhưng mà khác với mình thôi, mình cũng có ý kiến ý cọ vô. Rồi á, khi người khác không thuận theo ý mình á, bắt đầu mình lên án chỉ trích. Cái dạng này là tâm sân đó. Có những trường hợp như vậy đó. Các vị làm ở trong hãng cũng vậy, nhiều chỗ cũng vậy đó nghe. Nhiều khi người ta làm đồng việc như vậy á, mà họ không bị tâm sân của người sếp, mà mình á là họ sân. Mình làm y chang như vậy đó. Vậy mà nó thấy mình nó khó chịu. Nó cứ tìm cách này cái kia, nó không bắt cái này bế cái kia một chút. Còn mình á, mình mà phản ứng á là nó ghim cung. Nó tìm cách đó, nó hại mình, có cơ hội nó hạ xuống là nó hạ. Những loại chúng sanh như vậy nhiều lắm. Trong tâm chúng ta cũng thấy rõ điều này mà. Nhiều khi nó vi tế đó, chúng ta không có cơ hội hại người khác, nhiều khi có cơ hội cho chắc gì mình tha đâu. Gừ gớm lắm chứ không đơn giản đâu. Ngày xưa có ông thầy, ông ngồi ông ghét nhà nước, ông ghét cái chuyện quan tham, sau đó ông biết, ông ngồi nói với thầy, ông nói: tôi mà làm tổng thống thủ tướng, một thằng nào mà tham nhũng chiếm hết. Ông nói như vậy. Thầy mới ngồi trong bữa ăn, thầy nói: hên quá, cho nên thầy không bao giờ làm tổng thống được. Cái ông mới cười, ông nói: đúng rồi, tôi nhờ tu chứ làm tổng thống tôi chém hết. Tại vì thầy nói, tại vì ông thầy chém rồi, thầy làm tổng thống với ai? Tại vì cái xã hội này nó tham hết trội, là chém cũng còn thằng, cho chừng đó chừng đó là làm tổng thống với ai? cho nên cái người làm chủ một quốc gia, người đó không có được ghét ác, hiểu không? Không được ghét ác, tại mình có quyền ở trong tay, mà mình ghét ác á là thấy ác là mình chém đầu, mình chém sạch trơn hết thì mình làm vua với ai? Trong Phật giáo cũng vậy, không có được ghét cái người phạm giới, ghét cái người xấu. Tại vì cái tâm ghét đó là lỗi tâm sân, hiểu chưa hả? Nó ghét là nó là luật thuộc cái tâm sân mà. Tâm sân thì nó kết túa trong tâm mình, thì làm sao mà mình giải thoát? Mình bị cái tâm sân đó nó dẫn mình đầu thai trở lại. Cho nên ghét người ta cứ nghĩ rằng là mình ghét chính đáng, nhưng mà không ngờ cái tâm sân nó trói buộc mình thì chính hồi nào. Không có chính, không có đáng gì hết trong chuyện này đâu. Khi mình học Pháp mình thấy như vậy, thành ra mình không có ghét. Phật thành Phật bởi vì Ngài đầy đủ đại bi. Thấy chưa hả? Thành ra chúng ta học chân lý này. Tiếp theo, loại tâm cuối cùng đó là tâm si. Thế nào gọi là si? Si là gì? Si là si mê, là u mê, là gì? Là ám chướng, là gì? Là ngu gia truyền, là gì? Là ngu truyền thưởng phẩm, chẳng hạn như vậy. Mình có thể diễn đạt nhiều cách khác nhau để mô tả một cái trạng thái tối tâm của tâm hồn mình. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy tôn giả một kiện liên định nghĩa chúng ta thấy khác. Thì chúng ta học này: không biết tiền tế, không biết hậu tế, không biết tiền hậu tế. Như vậy là không có trí, không biết. Không biết cái biên tế của quá khứ, cái biên tế của tương lai. Không biết quá khứ, tương lai như thế nào. Không biết bên trong, không biết bên ngoài, không biết bên trong và bên ngoài. Không biết nghiệp, không biết dị thục, tức là cái quả báo của nó. Không biết nghiệp dị thục. Nghiệp là hành động, dị thục là nó sẽ tác động như thế nào ra cái quả báo, và cuối cùng kết quả nó như thế nào, không biết. Không biết nghiệp thiện đã tạo, không biết nghiệp ác đã tạo, không biết nghiệp thiện ác đã tạo, đây gọi là si. Không biết nhân, không biết pháp sanh ra bởi nhân, không biết Phật, không biết Pháp, không biết Tăng.
không biết nhân, không biết quả, không biết cái pháp nào mà sinh ra cái nhân này. Rồi không biết khổ, không biết tập, không biết diệt, không biết đạo. Hay nói cách khác, không biết tứ thánh đế, không biết pháp thiện, không biết pháp bất thiện, không biết pháp có tội, không biết pháp vô tội. Mình cứ nghĩ rằng làm sao mà không có trái lương tâm, làm những gì mà lương tâm không kiến rứt là được rồi. Nhưng mà chưa bao giờ lương tâm mình kiến rứt, bởi vì nó không có rinh. Phải vậy không ạ? Thành ra là chịu thôi. Không biết pháp nên tu, không biết pháp không nên tu. À, như thế nào là cái pháp nên tập theo, sửa mình theo. Còn cái pháp kia là cái pháp không cần. Thấy điều này phải thấy rõ chứ. Thế nên tại sao mình chưa biết đường tu tập mà mình không đi học? Mình muốn nấu một bữa ăn ngon, mình không biết nấu, tại sao mình không đi học nấu? Tại sao mình đang khổ đây, mình không biết cách để giải thoát khổ đâu, tại sao mình không đi học cái cách giải thoát? Rõ không? Những điều như vậy có khi nào chúng ta nghĩ tới hay không? Tâm của chúng ta thường hay tiếp xúc với khổ. Cái khổ đã đến với chúng ta không cách này cách khác. Những loại cảm thọ, những loại cảm xúc nó cứ tới hoài. Trời nắng thì mình khó chịu, trời mưa thì mình thấy chán, trời âm u thì mình thấy buồn. Nó cứ vậy đó. Có người mình nói làm sao á, rồi cái mình đối tới say sắm mệt mày, ước gì cái bữa ăn thật ngon, bữa ăn ngon cái mình ăn một hơi hả hơ cào cào. Bây giờ cái mình ngồi lại cái tự nhiên cái mình thấy coi như người mình nó mệt trong người, nó chán, nó nản, nó hết muốn. À, như vậy thì rõ ràng ở đây là gì? Là mình không biết, mình không hiểu, không biết cách ứng phó nó như thế nào. Không biết pháp hạ liệt, không biết pháp thánh diệu. Cái pháp nào là pháp hạ liệt? Là cái pháp tầm thường, cái pháp mà nó chỉ dừng lại ở trong một chừng mực nào đó. Còn cái pháp thánh diệu kia, nó sẽ đưa đến những giá trị thanh cao. Chúng ta không biết. Chẳng hạn như nói rằng bây giờ đây mình đừng có đi học thì chắc chắn rằng mình không bao giờ quên. Có phải không? tại vì cái lý lẽ của mình là quá tuyệt vời mà. Tại vì mình không học thì nó không quên, thì đúng rồi. Lấy đâu mà quên. Phải không ạ? Mình không biết cái hạ liệt thắng diệu. Thật là giải cho nên mình nói rằng là tại sao cô không đi thọ giới? Nói trời ơi, con người con á là con sợ thọ giới, con phạm giới. Cho nên con không thọ thành con không có phạm. Quá hay luôn. Đúng không? Thì không thọ lấy gì phạm, thì không học lấy gì quên. Quá hay luôn. Nhưng mình không biết rằng những cái nhân mình tạo ra nó luôn luôn là vùi dập với tâm mình ở trong khổ đau. Và thánh giới của Như Lai như là thuyền từ đưa đến an vui hạnh phúc. À, thậm chí có người nói, thưa thầy, con nghe nói rằng thọ Bồ Tát giới á, là cái loại giới mà thọ là không bao giờ nó mất. Như vậy thì có tới lúc nào đó con thấy con không thể làm Bồ Tát nữa thì làm sao con xá? Cho nên nó dính luôn trong người con là chết con rồi. Giải thích được quá cao thủ luôn. Phải không ạ? Thầy nói thưa cô đang bị trôi trong biển, có người đưa cô một cái chiếc thuyền và cô chẳng may làm cho chiếc thuyền đó bị rách nát, nó còn có một miếng gỗ mục thôi. Cô có ráng giữ cái miếng gỗ mục đó hay là cô thả tay? Cô đã nói phải giữ chứ thầy, giữ chứ không thả tay chết à. Nói ngon lành như vậy đó. Thầy nói đây cũng vậy. Mặc dù có vô số những cái thánh giới mà Phật chế định cô không giữ được nhiều, ít nhất cũng được một miếng gỗ mục còn đỡ, không có miếng nào chứ cô. Cô nói, ồ thầy nói có lý nha. Có lý. Lúc đó bắt đầu mới mạnh dạng thọ giới. Như vậy thì cái trí tuệ nó được khai sáng và cái si nó mất. Cho nên người này bắt đầu chọn lựa cái pháp thanh cao, không chọn lựa cái pháp hạ liệt. Đúng không ạ? Chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta bị si nhiều lắm đó, bị rất nhiều thứ. Ngày xưa thầy cũng vậy. Lúc bây giờ quý thầy bảo thầy là 3 giờ rưỡi sáng phải dạy tụng kinh. Vì sao? Bởi vì cái tuổi sáng ấy, khi mà dương khí nó lên,
trí tuệ của mình không được tỉnh thức thì dục tình nó sẽ phát triển. Do vậy cho nên phải dậy sớm công phu để dục tình không có cơ hội sinh khởi trong tâm, mà trí tuệ thường tồn tại. Cho nên càng ngày càng tốt hơn, đường tu càng ngày càng phát triển hơn. Nhưng lúc đó thầy cũng nói, quý thầy dạy phi khoa học, con còn nhỏ, cho ngày ngủ 8 giờ đồng hồ mà con ngủ có 5 tiếng sao chịu nổi. Mình cãi á, mình nghĩ rằng mình thông thái lắm, nhưng mà lớn lên thì mình mới thấy rằng ấy, là mình ngu tới thượng phẩm. Sao gọi là thượng phẩm? Nó có 4 cái trường hợp. Mình sai mà mình nghĩ rằng đúng là cái ngu thứ nhất. Cái ngu thứ hai là gì? Là mình thích thú mình làm sai đó. Ví dụ như mình thích ngu đó, mình thích thú, là cái thứ hai. Còn cái thứ ba là mình nghĩ rằng ngu như vậy là tốt lành, cho nên mình có công đức mà tốt lành. Cái thứ tư là mình khuyến khích cho người ta làm theo, nhưng mình nghĩ là đúng rồi. Nó 4 bậc như vậy có phải thượng phẩm không? À, còn nếu như mà mất 3 cái còn 1 cái là hạ phẩm. Còn nếu mà mất 2 cái thôi thì cái đó là ngu truyền trung phẩm. Ta chưa chữ nghĩa nó rõ ràng như vậy đó. Là chúng ta thuộc loại nào? Lược thượng trung hạ. Hả? Đừng bề nói là con luộc số ấy. thành ra là chúng ta hiểu rằng chúng ta bị vô minh lớp lớp từ nhiều đời nhiều kiếp, nó che lấp tâm trí chúng ta, không có dễ dàng gì chúng ta từ bỏ được. Rồi tiếp theo nữa, cho nên chúng ta mới chọn lựa cái pháp hạ liệt đó, không có chọn lựa cái pháp thanh cao. À, rồi không thấy không biết như vậy gọi là gì, hoặc là gì nữa, hoặc là không biết cái pháp trắng, không biết pháp đen, không biết cái pháp đối nghịch, không biết cái pháp duyên sanh, không biết cái pháp mà như thật xấu xúc xứ, tức là xấu giác quan đã tiếp xúc thì nó là pháp gì, pháp gì? Nó là vọng thức thôi mà chúng ta không biết. Chúng ta nghĩ rằng đó chính là tâm hồn của mình đó, xấu giác quan mình tiếp xúc, và chúng ta cứ sống với cái cảm xúc đó, chúng ta nói đó chính là nội tâm của mình. À, rồi không thấy không biết như vậy gọi là ngu si hắc ám, không hiện quán vô minh mù tối, bị trùm kín ở trong lưới, ngu ngốc vẫn đục chướng cái là mù. À, không làm không mắc làm vô trí, làm không mắc làm vô trí. Cha mẹ chúng ta cho chúng ta đôi mắt phân biệt màu sắc, Đức Phật cho chúng ta đôi mắt gì? Đôi mắt thấy được chân lý giác ngộ. Nếu như không có Phật, chúng ta không thấy được đâu. Chúng ta cứ nghĩ rằng là như vậy đó. Nhưng mà sự khai thị của Phật cho chúng ta những cái cách nhìn siêu việt hơn rất rất lớn. Tất cả những loại như vậy đó làm gì? Làm liệt tuệ, tức là làm cho trí tuệ chúng ta nó bị què đi, nó bị yếu kém đi, bị kiệt quệ đi, chướng ngại thiện phẩm. Cái si này á, nó chướng ngại cho những cái điều lành, những cái phẩm vị an lành, làm cho không bao giờ người này đắc được niết bàn. Lậu vô minh, ách vô minh, gốc rễ vô minh, cành lá vô minh, nhánh độc vô minh, lá độc vô minh, hoa độc vô minh, quả độc vô minh. Vô minh nó giống như cái cây, nó có rễ, nó có thân, nó có nhánh, nó có lá, nó có cành, nó có hoa, nó có quả, gờ gớm như vậy, lớp lớp như vậy đó. Ngu si, cuồng si, bướng bỉnh, rất bướng bỉnh, bỉnh cực kỳ bướng bỉnh, đồng loại si, pháp sinh ra từ si, đó gọi là si. À, như vậy thì hôm nay chúng ta đã tìm hiểu được chân tướng của tham sân si, đây gọi là bất thiện căn, phải cố gắng đoạn trừ. Nếu như ai sống trong 3 bất thiện căn này thì chúng ta không bao giờ thành tựu được phước báo, và nếu như đoạn trừ được 1 ở trong nó thôi thì người này sẽ sinh ít nhất là cõi trời bất hoàng
phải không? Quán bất hoàng, cõi trời tịnh cư. A Di Đà Phật, chúng ta dừng ở đây. Cảm ơn các vị lắng nghe. Nguyện đem công đức này hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời.